ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, những vấn đề tồn đọng cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành, nhất là trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Hiện tổng số vaccine mà Việt Nam đã mua, đăng ký là khoảng 170 triệu liều, trong đó số đã ký kết, có cam kết là khoảng 110 triệu liều. Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp cận, đàm phán với các nhà sản xuất, nhà cung ứng, các tổ chức để có thêm các nguồn vaccine cho Việt Nam. Còn với vaccine sản xuất trong nước, Việt Nam hiện có 4 đơn vị đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất vaccine. Trong đó có 2 vaccine đang trong giai đoạn thử lâm sàng ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Nếu nghiên cứu thành công thì dự kiến năm 2022 mới có thể sản xuất cung ứng. Đồng thời tại buổi làm việc, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định có thể tiếp tục ghi nhận các ổ dịch khác trong cộng đồng tại một số địa phương, nhất là các địa phương có tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ vừa qua do nguồn lây bệnh chưa phát hiện được hoặc từ nguồn nhập cảnh chưa được phát hiện. Sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Tân và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Bình Tân. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận tổ chức trồng cây tại công viên cây xanh đường số 25, phường Bình Trị Đông Bê, với mong muốn có được một công viên rợp cây xanh bóng mát và hoa đẹp trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi giải trí. Ngày 15 tháng 5, trước số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, phần lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn Hosaden Việt Nam. Ở khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có xưởng làm việc, phòng ăn không bảo đảm thoáng khí phải dừng sản xuất. Tỉnh Bắc Giang cũng quyết định dừng xe đưa đón công nhân ở tất cả các tuyến đến các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám để đợi kết quả xét nghiệm diện rộng, sau đó sẽ hoạt động trở lại nếu an toàn dịch bệnh. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, tính đến sáng nay ngày 15 tháng 5, địa phương này đã có 145 ca nhiễm COVID-19, tăng 24 ca so với chiều qua. Ngày 15 tháng 5, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với việc ghi nhận nhiều ca mắc mới sau khi từ Đà Nẵng trở về, Sở Y tế Hà Nội đề nghị đối với những người đã đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 và đã khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử tờ khai y tế.vn có số liệu khai báo gửi kèm, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và yêu cầu người dân tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến ở Đà Nẵng. Sáng ngày 15 tháng 5, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2021. Cụ thể tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh ra mắt chuyến xe công nghệ. Đây là một phòng học di động có trang bị hệ thống máy tính kết nối Internet, hệ thống thiết bị kính VR, kính thực tế ảo, kèm các bài giảng kiến thức về khoa học, thư viện sách về các lĩnh vực khoa học sáng tạo, hệ thống bài giảng kiến thức về các lĩnh vực dành cho học sinh, thanh niên và người dân tại địa phương. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đội viên thiếu nhi, tổng phụ trách đội có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình trực tuyến ký ức khăn vàng đỏ. Cũng trong ngày 15 tháng 5 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội Môi trường xanh, nếp sống xanh năm 2021. Ngày hội triển khai 3 mô hình gồm chợ dân sinh xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, chung cư xanh hạn chế rác thải nhựa và văn phòng xanh. Ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông về đường bộ đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã triển khai 69 chốt trạm kiểm soát ở các cửa ngõ, tuyến đường lưu thông huyết mạch ra vào thành phố Hồ Chí Minh từ 0 giờ cùng ngày.
Theo đó, 12 chốt trạm kiểm soát cấp thành phố gồm trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi, đường Trần Văn Dầu, đường Ba Làng, đường Xuyên Á, quốc lộ 22, cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai và 57 chốt trạm kiểm soát cấp quận huyện. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt trạm sẽ chủ trì phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm soát 24/24 các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Trưa cùng ngày, phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ rạng sáng tới 6 giờ ngày 15 tháng 5, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng kiểm tra với 2.585 phương tiện, tổng kiểm soát 9.556 người.